ở đây người dân hầu hết là không có cái lực lượng có như từ trước sống ở đây từ năm 1985 cho đến giờ, hầu như những việc đó không có vấn đề gì, như kiểu xảy ra ở một tiệm vàng bình thường cướp đó, nhưng rồi người dân có như sau khi mà bị cái đám đó làm vậy thì người dân vẫn ủng hộ, vẫn sẵn sàng đối với công mình bên lực lượng công an, rồi có những cái hội phụ nữ thì lại quyên góp tiền trong tư trong ba con để về nấu cơm, nấu cái lực lượng đi vây bắt, đi trực để vây bắt, cho nên là có những tình hình trong vòng mấy ngày tháng là ổn định. Anh em bảo là đời sống dân sinh à, nghèo à, đây nghèo cái gì, đời sống như thế này đừng có đổ lỗi đi đổ lỗi cho gọi là nhận thức nhé, không có cái chuyện nhận thức, không có chuyện là giáo dục kém đâu. Đây là toàn bộ cái đoạn đường Hồ Chí Minh này, về thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đây là một cái tổ chức khủng bố tại Mỹ giật dây đã xảy ra cái trường hợp tại đây, và đặc biệt ở đây thì không có người nào gọi là người đề ga, dân tộc đề ga gì nhé. À đây à, đây là trung tâm y tế quá nhiều, quá tiện ích luôn đấy, đường xá rộng rãi, buôn bán ở đây là tốt chứ, quan trọng là giao thông này nè, giao thông thì quá tuyệt vời. Cái đường này là chắc là cái đường của tiên huyện thôi đúng không? Cái đường ở trong tỉnh thôi. Cái này trong tỉnh thôi, nó là đường quốc lộ băng qua Đà Lạt. À, đi qua Đà Lạt, đường này đi về Đà Lạt à? Dạ, Lâm Đồng Đà Lạt. Đây anh em bảo là người dân ở đồng bào, những cái vùng đồng bào không phát triển à? Đây, những cái hình ảnh đây là thật nhất. Đây là lô cà phê. Cà phê riêng trồng bản ngàn. Năm nay tiêu cũng bị càng lên giá nữa là dân giàu. Bà con được mua. Đây là những cái kẻ mà chống phá nhà nước, đi ngược lại với cả lợi ích của nhân dân, đường lối chính sách của nhà nước thì phải chịu thôi, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không thể để những cái thành phần đó tồn tại trong xã hội được. Nó bắn những cái người dân vô tội của chúng ta, các đồng chí đã hy sinh ở trong cái mặt trận an ninh tổ quốc như thế này, đó là một điều mà chúng ta rất là đau xót, một xã hội như thế này mà để xảy ra những cái việc như thế. Có liều lĩnh thật đấy. Đây là đường vô xã E Tu này. À, trong xã E Tu. Dạ, đường này là vô E Tiêu này. E Tiêu. Cầu ánh hai cái xã này luôn. Dạ. Đấy không? Đây là chợ Trung Hòa giàu nhất. Khu này là giàu nhất này. Bắc Nam Tư là giàu nhất khu này. À, Bắc Nam Tư ở đây đấy. À, khu dưới này là giàu lắm. À. Người nào là cứ một nhà là 2-3 sao. À, dạ. Góc hai mặt tiền đẹp lắm, là quy hoạch đẹp. Đi em dẫn đi một con. Cực kỳ đẹp. Đây đường vào xã đây mọi người nhìn đó. Nhìn như đường là không. Bướt mượt này, mịn như này. Ở dân Bắc Nam Tư ở trong khu này nhiều. Người ta vô Bắc Nam Tư thôi. Nói là bác vô Nam Tư. Vô năm Nam Tư thôi. Người ta giàu lắm. Nói đất người ta rộng đúng không? Rộng. Người ta người mấy mẫu mà. Hàng cau rồi trồng đẹp chị, rất là bình yên luôn, hàng cau trồng đẹp nhau. Tiêu rồi nhỉ? Tiêu nhiều, ở đây trồng nhiều tiêu ghê đấy. Sầu riêng này, cây nào cây nấy. Sầu riêng và tiêu đẹp mơ luôn. Đất tốt. Ôi, hàng tiêu đẹp thật. Đây là một cây này mình thu ra là 10 kg khô đấy nha. 10 kg khô một cây này. Cây đó. Cây nhiều lắm. Cau là đợt trước là cái đợt mà sốt là 90 ngàn một ký. Cau đấy nó làm kẹo cau đó. Kẹo cau đúng tất rồi. Tất cả là đưa sang là Trung Quốc nhập hết đấy. Không có anh bạn Trung Quốc làm sao chúng ta phát triển kinh tế được. Đó nhà thấy không? Đây là khu đấu giá.
hai bên nhà tao ở gần xã Yên Tiêu mà nhà thấy không? Ở nhà nhà khác gì phố đâu, đẹp hơn phố thằng khác phố đấy, villa đấy, mát mẻ không khí. Đây các bố ở ở mẽo, các bố nhìn đây này, những cái hình ảnh đây, đời sống dân sinh đây, quá giàu, đây là quá giàu chứ còn gì nữa, đây nhà như thế này cơ mà. Thế mà lại ngu si đần độn để cái bọn ba que xỏ lá nó giật dây cho. Và đặc biệt là ở đây là không có dân tộc nào gọi là dân tộc đề ga nhá, nên nhớ như thế, nên là những cái thể loại mà chống phá đất nước nhà nước Việt Nam của chúng ta ấy, ra giả cái mồm nói ra là người đồng bào, người đề ga là không đúng nhá. Đề ga là cái tên mà chúng mày khốn nạn chúng mày đặt ra nhá. Và đặc biệt đó là cái tổ chức chống cộng, tổ chức mà chống phá nhà nước Việt Nam tại Mỹ. Nó lợi dụng những cái thành phần mà bất hảo, những cái thành phần bố láo bố tét. Chứ người dân đồng bào người ta rất là hiền. Nó chỉ lợi dụng vào những cái thành phần mà không muốn làm mà có ăn thôi, ngu si đần độn đấy, để tham gia. Người đồng bào không giàu đấy, quá giàu luôn, dân đa phần là dân đồng bào. Đồng bào giàu lắm. Đó. Người đồng bào gì đâu? Xây giàu nhà toàn kiểu nhà không gian mở đấy chứ. Nhà thái mà thanh mê rồi chứ. Mê luôn. Đất ở đây 1 mét bây giờ là 150, 200 triệu 1 mét này. 200 triệu 1 mét, 150 đến 200 triệu. Dạ. Đấy. Không phải ít đâu. Đấy. Đất rộng. Tiền đấy. Đây là trường học này, ủy ban này. Đây đúng cái điểm mà nó nổ đầu tiên. Nó nổ đầu tiên đây đúng không? Đấy, người dân này. À, cái mà điều đặc biệt là sau cái vụ khủng bố xảy ra và đây, cả thế giới biết được rằng là Việt Nam của chúng ta là không chỉ là người dân, công an và người dân đều đi bắt khủng bố. Và đây là cái địa điểm xã đây này mọi người đấy. Đấy, trâu để đầy đường, đây là trụ sở của xã mà nơi xảy ra. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Nó Bạc TV. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại xã Ea Tiêu, nơi mà đã xảy ra vụ khủng bố tại đây. Và bây giờ thì tôi đã quay lại những cái hình ảnh ở nơi đây để cho quý vị khán giả cùng xem. Cuộc sống ở nơi đây rất là bình yên. Người dân thì ra đây để làm photo công chứng rất là nhiều. Đó. Một cuộc sống rất là bình yên tại nơi mà đã xảy ra vụ khủng bố cách đây vài tháng thôi. Điều kiện này, ô tô, gia đình ở đây kinh tế rất là tốt. Toàn bộ khu vực này quá liều luôn. Đấy là những ngôi nhà của người đồng bào đấy. Đấy. Thì thế này là đủ hiểu rằng là cuộc sống nó như thế nào. Đấy. Giàu, người đồng bào giàu. Vì là kinh tế nó phát triển đồng đều mà. Đây là những ngôi nhà của người đồng bào hết. Một cái nơi mà cách trung tâm của Đắk Lắk không quá xa. Mọi người nhìn thấy không ạ? Điều kiện là ở đây bây giờ đang rất là phát triển. Đây này, các bác này. Đấy, cháu chào các chú. Chú ơi, mấy tháng trước ở đây thì là xảy ra vụ khủng bố như thế, thì đến bây giờ thì tình hình của bà con như thế nào chú? Bây giờ thì ổn định, bà con có về thì không? Ổn định cả. Rất là bình thường đúng không ạ? Cháu xem thấy ở trên báo chí cái lúc mà bắt khủng bố đấy là cả dân cái thứ là người ta đi bắt khủng bố nữa, mà phải nói rằng cái tinh thần dân tộc của chúng ta. Đã. Không, nói chung là toàn dân ở đâu hề phát hiện được thì bắt đi bắt đuổi và truy bắt thôi, cũng lực lượng công an thôi. Vậy thì chừng thì bình thường ổn định sao, mấy ngày là ổn định lại chứ có gì đâu. Nói thật chứ, chúng tôi ở đây coi nó là như kiểu một cái cướp tiệm vàng vậy thôi. Dạ. Nói chung nó nơi nó đấy. Dạ. Chẳng có vấn đề gì hết. Mà chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, sợ mãi vẫn đi xong tiền dụng đi. Dạ. Đi chạy xe đạp đi ra bình thường, cũng có vấn đề. Như kiểu một cái vụ cướp bình thường ấy. Chẳng có những cái vụ cướp tiệm vàng thì đó. Đây là những cái thành phần mà nó bị giật dây từ bên Mỹ.
Nó là một cái tổ chức và mong sao là nhất là những cái thành phần mà bị lợi dụng này, là người ta phải tỉnh táo và triệt phá hết chứ làm sao mà tồn tại được. Dạ. Và cháu lần đầu tiên cháu đến đây và cháu cảm thấy rằng là cái đô thị hóa, các cái công trình phúc lợi cho xã hội, các thứ về đường xá, các thứ đây tuyệt vời quá. Rất là mong rằng là Tây Nguyên sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Cháu thấy là xảy ra vụ việc như là người dân cảm giác nó rất là nhẹ nhàng thôi, không phải là quá nặng nề gì. Ở đây người dân hầu hết là cái lực lượng có như từ trước sống từ ở đây từ năm 1985 cho đến giờ, hầu như là những cái việc đó không có vấn đề gì, như kiểu xảy đấy ở một tiệm vàng bình thường cướp đó, chứ người dân có như sau khi mà bị cái đám đó làm vậy thì người dân vẫn ủng hộ, vẫn sẵn sàng đối với công mình bên lực lượng công an. Rồi có những cái hội phụ nữ thì lại quyên góp tiền trong tư trong ba con để về nấu cơm, nấu cái lực lượng đi vây bắt, đi trực để vây bắt, cho nên là có những tình hình trong vòng mấy ngày tháng là ổn định. Qua cái sự việc đấy thì mới thấy rằng là cái tinh thần của Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết, cái khối đại đoàn kết được phát huy rất là tốt, và cái tinh thần đồng bào của chúng ta. Dạ, cháu cảm ơn các chú rất là nhiều, các bác rất là nhiều. Và còn mọi người thấy không ạ? Cuộc sống bà con trở lại hoạt động sinh hoạt rất là bình thường đấy, và phát triển về kinh tế. Một cái trung tâm xã như thế này gửi tới quý vị khán giả. Người dân rất tình cảm ấy. Tình cảm. Còn bên này là trường học nhá, mọi người nhìn thế này. Đó. Trường học trung học cơ sở E Tiêu này. Xây đẹp đấy chứ. Đấy. Đời sống rất là phát triển đấy. Mọi người bảo là coi như nó là cái cướp tiệm vàng thôi, không có cái gì cả, và rất bình thường trở lại để hoạt động đó. Nhà cao cửa rộng, đó chúng ta cái tinh thần đại đoàn kết của cái khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam của mình qua cái sự việc này xảy ra thấy là rất là quan trọng. Đây là không có kẻ thù nào có thể là xâm chiếm được Việt Nam. Vừa rồi mọi người đến nấu cơm cho các đấy, nấu cơm sĩ, rồi gôn góp thôi nấu cho các chiến sĩ uống đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy. Cũng là rất là đoàn kết. Đoàn kết đấy. Cái dòng máu của dòng máu Việt Nam đấy, dòng máu lạc hồng của chúng ta đấy. Không ai chê được. Dù ở dân tộc nào, đúng không, đồng bào nào đi chăng nữa, nhưng là đã là người dân Việt Nam chúng ta rất đoàn kết. Quán cà phê buổi sáng đông, ô tô đầy, California còn nhìn thấy này còn choáng, không phải đùa đâu, không có được cái cuộc sống thảnh thơi như Việt Nam này đâu. Đó, người đồng bào mà xây những ngôi nhà như thế này thì các bạn đủ hiểu là như thế nào rồi. Đây là những cửa hàng tạp hóa đấy. Và đây là những cái hình ảnh mà thật nhất tại nơi mà xảy ra khủng bố vài tháng trước. Và bây giờ thì cuộc sống ngay sau những ngày đó thôi, cuộc sống vẫn trở lại rất là bình thường. Và tôi vẫn nhắc lại với quý vị khán giả một câu, đó là gì? Ở Tây Nguyên hay là ở Việt Nam, không có cái dân tộc nào gọi là dân tộc đề ga hay gọi là người đề ga. Nên là chúng ta đừng nghe những cái đại địch, những cái thông tin mà chúng nó xuyên tạc về vụ khủng bố tại Đắk Lắk. Ở đây thì các đồng bào như Sarai rồi là Cờ Ho, Cờ Tu đấy, Mơ Đông, người ta rất là đoàn kết đồng bào với nhau để xây dựng quê hương đất nước. Chỉ những thành phần là cắt bã của xã hội lợi dụng những vấn đề về dân tộc thì tham gia cái vụ khủng bố đó. Bây giờ chúng ta bị bắt hết rồi, đời sống ở đây thì rất là bình yên. Nhìn sướng chưa? Những cái cây tiêu nó xanh mướt như thế này. Nên là cái tinh thần mà toàn dân ấy, chống giặc là được phát huy ngay cả bây giờ trên không gian mạng của chúng ta cũng thế thôi. Là toàn dân chúng ta là cùng nhau là chống những xuyên tạc, những luận điệu xuyên tạc. Và đấy, bác Trọng nói rồi, đúng không ạ? Mỗi người dân chúng ta là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và tư tưởng để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng và đường lối chính sách xã hội của nhà nước của chúng ta.
cách hết tiêu chừng cây rưỡi thôi, nhưng mà khu sầm uất à, khu buôn bán sầm uất, khu buôn bán của trung tâm của cái chỗ này Việt Trung Vinh, nói chung là chợ Trung Hoa, nó dạng là chợ đầu mối của huyện nhé. Dạ, đông đảo về đây hết, đây là các nơi về đây tập trung là buôn bán sầm uất hai bên đường. Quá sầm uất luôn, mà mặt đường này bây giờ đất nó mắc nhá. Mắc. Đây cứ căn 3 tỷ mấy 4 tỷ. Đấy. Mặt đường. 3 4 tỷ một lốt đấy. Lô 5 x 15 thôi á. 5 15 5 20 thôi. Đấy. 5 mét mặt đường. 4 5 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ. Quá sầm uất đấy chứ. Đây là những cái gì thực tế nhất tại Việt Nam. Nhìn biển hiệu này, các cửa hàng này, mọi người nhìn thấy chưa? Sầm uất chưa? Cái khoảng cách mà thành thị và nông thôn ở Việt Nam bây giờ nó rất là ngắn. Dường như là thành thị và nông thôn nó không khác nhau nhiều lắm, trừ những cái vùng quá sâu xa. Nên trên mạng mọi người cứ bảo là những cái vùng này là vùng sâu xa, nhưng đây không hề sâu xa nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là sầm uất. Phải buôn bán như thế này dân mới giàu được. Nói chung là dân giàu lắm nhé anh. Dân Đắk Lắk giàu lắm. Thủ phủ của Tây Nguyên nhưng mà. Đấy, đây là cái khu chợ này. Chạy dài mấy cái chắc từ 2 km. Ở cái khu vực ở đây thì đa phần người ta trồng những cái loại cây gì? Cây tiêu, rồi sầu riêng, rồi cà phê, rồi mắc ca. Đấy. Rồi hạt dổi. Nói chung là mắc ca đúng không? Mắc ca Tây Nguyên ngon. Mắc ca, rồi hạt dổi, rồi gì nói nhiều cũng thành phần hết. Nó sẽ quy hoạch thành cái khu vực Tây Nguyên, thành cái khu mà nông sản lớn nhất Việt Nam đấy. Cái màu mỡ của mảnh đất Tây Nguyên này rất là tốt. Và đây thì kể cả là công giáo thì người ta cũng công giáo, các tôn giáo tín ngưỡng ở đây đều phát triển rất là tốt, rất là tự do phát triển, chứ không như những gì mà bọn chúng nó xuyên tạc về tôn giáo tín ngưỡng ở đây. Xin gửi tới quý vị những cái hình ảnh tại nơi mà đã xảy ra vụ việc khủng bố tại Đắk Lắk. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.